Hôm nay chúng ta sẽ review sinh nhật của Angelo Minha. Bình yên là đây, là trong vòng tay, tình thân bên ta ấp ôm mỗi ngày. Nụ cười của cha, hạnh phúc của mẹ là mãi bên con. Đâu, trời. Các bạn ơi, mình Hà quên sinh nhật ai, Mình Hà vui không? Hôm nay mình Hà vui không? Sinh nhật ai? Hôm nay chúng ta sẽ review sinh nhật của Angelo Minha. Dạ chúng ta lên, chúng ta lên bóng đi. Hãy nhớ quay về, mẹ cha vẫn luôn ở đây. Chớ lo chi vì đã có gia đình, chợt thấy yêu thêm nhiều cuộc sống quanh mình. Và có một điều đặc biệt sắp đến với cả lớp chúng mình nha. Rồi, bây giờ các bạn cùng hô 1, 2, 3 điều đặc biệt sẽ đến nha. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wow. Lần đầu tiên cho chúc phúc xin gửi lời chào đến tất cả các bạn nhỏ nha. Xin chúc cho các bạn nhỏ có một buổi sáng thật tốt đẹp và an lành. Rồi, hôm nay tổ chức sinh nhật cho bé Minh Hà. Hôm nay là ngày sinh nhật của bé Minh Hà. Xin chúc cho Minh Hà nè, luôn luôn xinh đẹp nè, ăn ngoan chóng lớn nè, học giỏi nè, trở thành con ngoan trò giỏi, luôn được ba mẹ và thầy cô yêu thương nha. Rồi Minh Hà cầu nguyện và thổi nến nha. Nhắm mắt cầu nguyện nè. Rồi, ok, 1, 2, 3, thổi nến. Yeah. Và sau đây thì những lời chúc của ba mẹ sẽ đến gửi đến Minh Hà nha. Tôi rất là vui khi mà được nhà trường đã cho phép mà tổ chức một cái buổi sinh nhật nho nhỏ của em bé Minh Hà, cũng mốc được 4 tuổi. Và gửi lời cảm ơn rất là sâu sắc đến nhà trường đã cho gia đình được tổ chức cho bé. Và mẹ xin chúc bé Minh Hà sẽ ăn ngon chóng lớn nè, ngoan ngoãn xinh đẹp giống như là cái tên mà ba đặt cho bé vậy đó, là Angel Minh Hà. Yeah. Cảm ơn rất là nhiều. Rồi. Rồi anh Hà chúc em sao? Chúc em sao? Càng lớn càng xinh đẹp. Xin chào. Happy birthday to you. Thank you. Cảm ơn thầy. Excellent. Very good to meet you as well. Yeah, nice to meet you. Thank you. Yeah, thank you. Thank you, teacher. Rồi, lời chúc của Trần này. Cái này chúc em. Con chúc em nhanh lớn học giỏi. Rồi khoan. Rồi, Quốc Minh hát một bài, chuẩn bị sắp tới là Trung thu nè. Quốc Minh hát một bài mà Quốc Minh chuẩn bị hát cho cả trường nghe, thì bây giờ hát cho sinh nhật tặng cho em Minh Hà với lại tặng cho các bạn trong lớp của Minh Hà đi. Qua đầu em
tùng rinh rinh ánh sao bạc hồ tỏa sáng nơi nơi. Này trời ơi, lo nhìn cái gì vậy ta? Minh Hà lo nhìn Pikachu. Rồi và sau đây Pikachu là một điều bất ngờ dành cho Minh Hà. Minh Hà sẽ có thêm hai người bạn thật yêu thích đến dự sinh nhật của Minh Hà nha. Chúng ta cho một tràng vỗ tay và hướng mắt ra ngoài chúng ta. Ai nào? Xin mời bạn đầu tiên. Pikachu. Đây, Minh Hà ơi, Minh Hà né cho Minion đi qua đây. Yêu quá, Minion yêu quá. Yeah. Sẵn sàng. Cuộc sống quanh mình, chính nơi đây là cuộc sống bắt đầu. Tình yêu cũng bắt đầu, và còn hỏi về sau. Có ra sao thì đã có gia đình, có đi đâu thì hãy nhớ gia đình. Vẫn luôn là niềm hạnh phúc yên bình, bằng tất cả chân tình làm cuộc đời tươi xinh. Chớ lo chi vì đã có gia đình, chờ thấy yêu thêm nhiều cuộc sống quanh mình. Chớ mơ hai bạn tình yêu cũng vẫn gia đình. Nhớ gia đình vẫn luôn là niềm hạnh phúc yên bình, bằng tất cả chân tình làm cuộc đời tươi sáng. Gia đình mình.